biết nghe non mình ta đổ gạo vô rồi món đổ gạo bấm con ngắt mà tại tao vớt xương ra thì bớt vô chưa vô cái xương này cái gì đâu ờ đúng rồi vô cái xương này gạt thì đây gạt thì đây cho ngủ lỗ thì ra mưa mưa nhỏ nhỏ không sao đâu chừng nào mưa lớn thì chạy vô kia làm sao thấy tự nhiên hai đứa mặc áo màu đen xong cái chút nữa câu ra hai đứa áo màu trắng à nè câu ra chút nữa à chút nữa nhô ông táo à là cứ nhô hoài vậy không được nè con được chưa thay đâu đứa nhô được rồi nắm cái nhô quá đâu tao chịu gì nấu tao xuống tao chịu gì nấu bữa nào ra ăn cái đẹp như thằng Tấn Anh thư mà nhổ không được bữa ông thư chứ nói đâu mà Phan Hiên không quên quay nhà nó trông dêu rồi mấy lai chim nó mờ ôi nó đã ngứa rứt thì nó ngứa hung nữa thì mình là tóc dây dẻ nhổ nhổ rất là chập không nào Minh Cung, Minh Cung thiếu tóc nữa. Mì mà ông bấy mà không coi mì mà dốt ra chưa? Ừ? Không ấy thì tên mì mà ông. Em nhô phía đó nè em. Cho nó tắm cái chỗ đây ra cho nó đẹp cho đừng nó xoay. À dạ. Đứa ông chắc lại chơi rồi. Bữa bằng hai chánh nó xuống để mà ông đèn đầu vũ nó hai chánh này nữa nè ông bữa xuống cầu cái với ông tám này thoát nè có không chưa ra tóc ở hồ giờ dạ nè ngoài hay vậy đâu có mày không còn có phải bữa câu hai cái rô phi hai cái chú hồng đúng không à chưa không biết hết đây chưa điều con biết quả tám chưa thằng khí ấy xuống là cầu ca cầu hột chưa biết gà quả tám là may rồi cầu sách đi nè có hai con bốn con mà hai to hai nhỏ mà sách đi nè hai ăn cái rô phi cùng cái chú hồng sách đi ông táo ông đã câu rồi ông câu ông có mấy con màu rồi câu từ đầu tới cuối nhất con nào mình ông câu bốn con ông táo nói còn dài tính toán quá còn dài trời á mình nói mà câu bốn con nè ông táo đã mất màu rồi ông táo đã ông câu không ông mất màu rồi ngoài nó chưa con quá thiệt hôm bữa ông táo nói giờ bốn con mình ông câu ông giật hết ai ông còn nói mà ông nói chỗ ông câu ông sợ hết cá ông câu ông dám giật
nó ăn ông giật như là lũ nhỏ nó chơi sợ hết trái sao biết tao quất bốn con rầu. Ui giờ tao tao bỏ tao thả cây rồng nó đưa cái đó cho em không tao thấy em cà rô phi cái phòng thái xuống vậy nên không không đưa em tôi cho em anh cà rô phi giờ bây giờ không có ít nữa nó xanh sáng rồi tao thả xuống này không đưa cá ra cho em á coi không đưa nghe ông mày. Chỗ em hoàn em mà rút sập lóc sập lô hết là đào hoàn cầm lại rứt này đúng mấy con chim sâu nó ria quá lâu không có dịp nhi đâu hồn nghĩ hấp dẫn nó dở giờ tới Tết nữa à. Tết mình ti anh thì em gì nữa chứ nãy lần sau bị cái mặt bà lại ra bà khác cứ... không có gì đâu cứ một bài vậy này mặt ao khác là được rồi bữa sau kiếm áo ba dây rồi mặt ơi nó lạ chắc đã lên view nhiều lắm hay là... cụ già cụ cụ già 91 tuổi mà cấp Sting. Ngực trường xám xê ta cấp ngực nghe em cười đã chú cái trình ta nữa ba làm gì đó ơi dạ ba làm gì ba sáng chạy lái xe đi đâu mất còn đâu biết không cho tám cho ai mày hai chục món chục còn sáng kêu xéo cứ biếu nó là nó dục rồi cho nó làm cái lần sáng còn kêu đâu anh kêu mọi thứ sáng uống lại hôm ra đây ngủ ấy sao nó ở trong kêu nên nó ở trong ngủ điện thoại anh uống không uống cho mặt cái này còn chín người này mà lắm tao uống cho tao khôn còn điện điện tao mày coi nó sao anh gì vậy? Nó đeo vô rầy, nó kêu sao nó đeo sao nó môi hết con bò. Còn nó quăng cái dây nó giết của. Cái tao túi vô ạ. Túi nó là túi. Mấy người đóng em mà. Cái con cho đốm của bà tám cho lên đấy còn con đây nghe ngóng gì. Con sao rồi giờ con cho đốm có gì lờ lâu. Đốm nó giờ nó già nó điếc tới cười lắm. Nó lắm. À, con nó già hùng chứ con đây chưa mà con mập lắm. Mập lắm những cái nhìn cho bị ra đầu. Mập đấy. Nên cho nhỏ cho xí mà mập tròn cho. Trong trong giều không? Tao vậy, tao vậy mà trong giều nè. Dù mấy trăm tiên thật. Ngủ đầu ông Tám nghe thầm nhiều, dính dính dữ nữa. Từ từ sang bà Tám rồi tao ông Tám mới lo gì, đâu thoát được. Ừ. Ông Tám nè. Nó chốc xong ông còn lông mày nữa mà ông mày ông dài nữa bữa ông vô có cầm ô gà vô nhà cơ ông ơi mấy con mẹ vô lại mà nhiều con chứ hai con mà nhiều ấy luôn ngon hay chứ có mười mấy con không biết 13 con, 14 con mà. Chỗ đợt lần là nay coi nhốt kỹ kỹ không? Nhốt cái đâu có phá mà môi đi nhà ra nó lọt nó ra vậy chứ. Dọn đi gặp gió là sáng gà con mùa xuông rồi dọn đi dính mùa xuông rồi cho thôi. Gà con nhốt sáng thì chưa cho ăn chưa thấy. Con
con gà này thì họ cho con đắng đập có cho con đèn gà là nó đi ví dụ con đây con kia ấp nữa giờ còn 13 con mà con mới có lăm có lăm ấy à dồn con đấy dẫn vừa con đây với con mà con ấy làm thịt ăn cho con gà đấy mà cái máy gì vậy gì dồn lại con đây hai con thịt. Ừ. Máy kia sao con máy kia con lấy to qua con sao nồi để con nó chết đi bà nó gọi trả phí thời gian mình nuôi. Ui, cho làm bắt cước. Tính ở mẹ được mấy vậy tính em? Tính đen đi. Cầm trong tay nhớ một đốt cái này nữa.